Sách Tin Lành Giăng đoạn 1 Ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở với Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Từ ban đầu Ngài ở với Đức Chúa Trời. Muôn vật đều do Ngài tạo dựng, không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là ánh sáng cho loài người. Ánh sáng soi trong bóng tối, nhưng bóng tối không tiếp nhận ánh sáng có một người đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. Ông đến với tư cách một nhân chứng để làm chứng về ánh sáng, hầu cho nhờ ông mọi người đều tin. Chính ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Đây là ánh sáng thật, đã đến thế gian để soi sáng mọi người. Ngôi lời ở trong thế gian và thế gian đã được tạo dựng bởi Ngài, nhưng thế gian không nhận biết Ngài ngài đến trong đất nước ngài mà dân ngài không tiếp nhận ngài nhưng bất cứ ai tiếp nhận ngài tức là tin danh ngài thì ngài ban cho họ quyền trở nên con của đức chúa trời là những người được sinh ra không phải bởi khí huyết hoặc bởi ước muốn xác thịt hoặc bởi ý người nhưng bởi đức chúa trời ngôi lời đã trở nên xác thể sống giữa chúng ta đầy ân điển và chân lý chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang ngài thật là vinh quang của con một đến từ nơi cha. Giăng làm chứng về ngài và công bố rằng đây là đấng mà tôi đã nói, đấng đến sau tôi, vượt trội hơn tôi, vì ngài vốn có trước tôi. Và từ nguồn sung mãn của ngài, tất cả chúng ta đều nhận được ân điển càng thêm ân điển. Vì luật pháp đã được ban bố bởi Môi-se, còn ân điển và chân lý thì đến từ Đức Chúa Giê-su Christ chưa ai từng thấy Đức Chúa Trời. Chỉ con một ở trong lòng cha là đấng đã bày tỏ cha cho chúng ta biết. Đây là lời chứng của dân. Khi những người Do Thái phái các thầy tế lễ và người Lê Vi từ thành Jerusalem đến hỏi ông rằng, ông là ai? Thì ông thẳng thắn tuyên bố, không úp mở gì cả. Ông nói, tôi không phải là đấng Christ. Họ lại hỏi, vậy thì ông là ai? Có phải là Eli không? Ông đáp, không phải. Thế ông có phải là nhà tiên tri không? Ông trả lời, không phải. Họ nói, thế thì ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người đã sai phái chúng tôi? Ông tự xưng mình là ai? Ông trả lời, tôi là tiếng của người kêu lên trong hoang mạc. Hãy làm cho thẳng con đường của Chúa như lời nhà tiên tri Esai đã nói. Những người được phái đến thuộc nhóm Pharisee -si hỏi ông rằng, nếu ông không phải là đấng Chris, không phải là Eli, cũng không phải là nhà thiên tri, vậy thì sao ông lại làm báp tem? Giang đáp, tôi làm báp tem bằng nước, nhưng có một đấng đang ở giữa các ông mà các ông không nhận biết. Đấng ấy đến sau tôi, mà tôi không xứng đáng mở qua dép ngài. Những việc này xảy ra tại Bethany, bên kia sông Jordan, nơi Giang làm báp tem. Giăng thấy đức chúa giêsu đến với mình thì nói rằng kìa chiên con của đức chúa trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi đây là đấng mà tôi đã nói đấng đến sau tôi vượt trội hơn tôi vì ngài vốn có trước tôi chính tôi không biết ngài nhưng tôi đến làm bát tem bằng nước để ngài được bày tỏ cho dân israel Giăng cũng làm chứng rằng tôi đã thấy thánh linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên ngài Chính tôi vốn không biết Ngài, nhưng đấng đã sai tôi làm bát tem bằng nước có phán với tôi. Đấng mà ngươi thấy Thánh Linh giáng xuống ngự lên trên, ấy là đấng làm bát tem bằng Đức Thánh Linh. Tôi đã thấy và làm chứng rằng đây chính là con Đức Chúa Trời. Hôm sau, Giăng lại đứng tại đó với hai trong số các môn đồ của mình. Khi nhìn thấy Đức Chúa Giêsu đi ngang qua, ông nói: "Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời!" hai môn đồ nghe ông nói liền đi theo đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu quay lại thấy họ đi theo thì hỏi: các ngươi tìm ai? Họ thưa: Rabbi nghĩa là thầy. Thầy đang trò ở đâu? Ngài phán: hãy đến xem. Họ đến xem chỗ ngài trò và ở lại với ngài trong ngày đó. Lúc ấy vào khoảng bốn giờ chiều. Một trong hai người đã nghe dân nói và đi theo đức Chúa Giêsu, đó là André em của Simon Peter. Trước tiên, ông tìm anh mình là Simon Peter và nói, chúng tôi đã gặp Đấng Messiah, nghĩa là Đấng Christ. Ông đưa anh mình đến với Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu nhìn Simon và phán, ngươi là Simon, con của dân. Ngươi sẽ được gọi là Cepha, nghĩa là Peter. Hôm sau, Đức Chúa Giêsu muốn đi qua miền Galilee. Ngài tìm Philip và phán rằng hãy theo ta. Philip là người Bethsaida cùng thành phố với Andre và Phêrô. Philip tìm Nathanael và nói: Chúng tôi đã gặp đấng mà Môi-se đã chép trong luật pháp và các nhà tiên tri cũng có ghi lại. Ấy là Đức Chúa Giêsu, con của Joseph ở thành Nazareth. Nathanael nói: Có điều gì tốt ra từ Nazareth được sao? Philip nói: Hãy đến xem. Đức Chúa Giêsu thấy Nathanael đến với Ngài thì nói về ông rằng đây là một người Israel thật, trong người không có điều dối trá. Nathanael thưa, làm thế nào thầy biết tôi? Đức Chúa Giêsu đáp, trước khi Philip gọi ngươi, ta đã thấy ngươi ở dưới cây vả. Nathanael thưa, thưa thầy, thầy là con Đức Chúa Trời, thầy là vua Israel. Đức Chúa Giêsu đáp, có phải vì ta nói, ta thấy ngươi ở dưới cây vả nên ngươi mới tin? Ngươi sẽ thấy những việc vĩ đại hơn nữa. Rồi Ngài phán, thật, ta bảo thật với các ngươi. Các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người. Sách thứ nhất của Môi Xe gọi là Sáng Thế Ký Thời cổ đại, từ buổi sáng thế đến đời Abraham. Chương 1. Sự sáng tạo vũ trụ. Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất. Đất không có hình dạng và trống không. Bóng tối bao trùm mặt vực và thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán: Phải có ánh sáng thì có ánh sáng. Đức Chúa Trời thấy ánh sáng là tốt đẹp. Đức Chúa Trời phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối. Đức Chúa Trời gọi ánh sáng là ngày và bóng tối là đêm. Vậy có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ nhất. Đức Chúa Trời lại phán: Phải có một cái vòm giữa khối nước để phân cách nước với nước đức chúa trời làm nên vòm trời và phân cách nước ở dưới vòm với nước ở trên vòm thì có như vậy đức chúa trời gọi cái vòm là bầu trời vậy có buổi tối và buổi sáng đó là ngày thứ hai đức chúa trời phán nước dưới bầu trời phải tụ lại một nơi và phải có chỗ khô cạn xuất hiện thì có như vậy đức chúa trời gọi chỗ khô cạn là đất còn khối nước tụ lại là biển đức chúa trời thấy điều đó là tốt đẹp đức chúa trời phán đất phải sinh thảo mộc cỏ kết hạt giống cây trên đất tùy theo loại mà ra trái và kết hạt thì có như vậy đất sinh cây cỏ cỏ kết hạt tùy theo loại cây ra trái và trong trái có hạt tùy theo loại đức chúa trời thấy điều đó là tốt đẹp vậy có buổi tối và buổi sáng đó là ngày thứ ba đức chúa trời phán phải có các vì sáng trên vòm trời để phân biệt ngày với đêm để làm dấu hiệu xác định các mùa ngày và năm và để làm các vì sáng trên vòm trời soi sáng quả đất thì có như vậy đức chúa trời tạo nên hai vì sáng lớn vì sáng lớn hơn để cai quản ban ngày vì sáng nhỏ hơn để cai quản ban đêm ngài cũng tạo nên các ngôi sao đức chúa trời đặt các vì sáng đó trên vòm trời để soi sáng quả đất cai quản ban ngày và ban đêm và phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối đức chúa trời thấy điều đó là tốt đẹp vậy có buổi tối và buổi sáng đó là ngày thứ tư. Đức Chúa Trời phán, nước phải đầy rẫy các loài thủy sinh vật và phải có các loài chim bay lượn trên mặt đất dưới vòm trời. Đức Chúa Trời sáng tạo các loài cá khổng lồ, mọi loài động vật thủy sinh, tùy theo loại mà sinh sôi nảy nở trong nước và mọi loại chim có cánh, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó và phán, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, làm cho đầy rẫy dưới biển. Còn các loài chim, hãy gia tăng thật nhiều trên đất. Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ năm. Đức Chúa Trời phán, đất phải sinh các động vật tùy theo loại, gia súc, các loài bò sát và thú rừng tùy theo loại. Thì có như vậy. Đức Chúa Trời tạo nên các loài thú rừng tùy theo loại, gia súc tùy theo loại và mọi loài bò sát trên đất tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Sự sáng tạo loài người. Đức Chúa Trời phán: Chúng ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh chúng ta và giống như chúng ta để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc và khắp cả đất cùng mọi loài bò sát trên mặt đất đức chúa trời sáng tạo loài người theo hình ảnh ngài ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh đức chúa trời ngài sáng tạo người nam và người nữ đức chúa trời ban phước cho loài người và phán hãy sinh sản gia tăng gấp bội và làm cho đầy dãy đất hãy làm cho đất phục tùng hãy quản trị loài cá dưới biển loài chim trên trời và mọi loài bò sát trên mặt đất. Đức Chúa Trời lại phán: "Này, ta sẽ ban cho các con mọi thứ cỏ kết hạt mọc khắp mặt đất, cùng mọi loài cây ra trái có hạt. Đó sẽ là thức ăn cho các con. Còn các loài thú rừng, loài chim trên trời, loài vật bò sát trên mặt đất và bất cứ loài nào có sự sống thì ta ban mọi thứ cỏ xanh dùng làm thức ăn thì có như vậy. Đức Chúa Trời thấy mọi việc Ngài đã tạo dựng thật rất tốt đẹp. Vậy có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ sáu. Châm ngôn chương 1. Lời mở đầu, mục đích và chủ đề châm ngôn của Salomon, con trai David, vua Israel. Để học biết sự khôn ngoan và lời khuyên dạy, để hiểu rõ những lời thông sáng, để nhận lãnh lời khuyên dạy sáng suốt, để sống ngay thẳng, công minh và chính trực, giúp cho người đơn sơ trở nên khôn khéo, người trẻ tuổi thêm tri thức và thận trọng, người khôn ngoan sẽ nghe và tăng thêm kiến thức người hiểu biết sẽ tìm được lời hướng dẫn. Để hiểu biết châm ngôn, ẩn dụ, lời nói của người khôn ngoan và câu đố bí ẩn của họ. Kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu tri thức, còn kẻ ngu muội xem thường sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. Hỡi con ta, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, đừng từ bỏ khuôn phép của mẹ con vì những lời ấy sẽ như một vòng hoa xinh đẹp trên đầu con như dây chuyền trang sức cho cổ của con khuyên tránh bọn gian ác hỡi con ta nếu bọn người tội lỗi quyến rũ con đừng nghe theo nếu chúng nói hãy đến với chúng tôi để mai phục làm đổ máu người rình rập để vô cớ làm hại người vô tội chúng ta sẽ nuốt sống chúng như âm phủ và nuốt nguyên vẹn như những kẻ đi xuống mồ mả chúng ta sẽ được các thứ của báu nhà chúng ta sẽ đầy của cướp chúng ta hãy bắt thăm chia phần với nhau tất cả chúng ta sẽ có chung một túi bạc hỡi con ta đừng đi theo con đường của chúng hãy giữ chân con khỏi lối đi của chúng vì chúng nhanh chân chạy đến điều ác vội vàng làm đổ máu người thật là luống công khi răng lưới trước mặt các loài chim nhưng chúng mai phục để làm đổ máu chính mình rình dập hại mạng sống mình đó là số phận của những kẻ tham lợi bất nghĩa lợi ấy cướp đi mạng sống của kẻ được nó tiếng gọi của sự khôn ngoan sự khôn ngoan kêu lớn tiếng ngoài đường phố cất tiếng vang dội nơi quảng trường sự khôn ngoan kêu la ồn ào ở đầu đường, phát biểu nơi lối vào cổng thành, rằng Hỡi kẻ khờ dại, các ngươi yêu mến sự khờ dại cho đến bao giờ? Kẻ nhạo báng sẽ ưa sự nhạo báng và kẻ ngu dại sẽ ghét tri thức cho đến chừng nào? Hãy trở lại nghe lời ta sửa dạy. Này, ta sẽ đổ thần linh ta trên các ngươi khiến các ngươi hiểu biết lời ta dạy. Vì ta kêu gọi mà các ngươi không chịu lắng nghe. Ta giơ tay ra lại chẳng có ai quan tâm. Nhưng các ngươi đã bỏ hết lời ta khuyên dạy, không chịu nhận lời của trách của ta, nên ta sẽ cười lúc các ngươi gặp tai ương và chế giễu khi các ngươi kinh hãi. Khi nỗi kinh hoàng xảy đến tình lình như gió bão, tai ương ập đến như bão tố cuồng phong và sự ngặt nghèo cùng khốn dáng trên các ngươi bấy giờ chúng sẽ kêu cầu ta nhưng ta không đáp lời sáng sớm chúng sẽ tìm ta nhưng không gặp được chính vì chúng ghét tri thức không chọn sự kính sợ đức jehovah cũng không muốn theo sự khuyên dạy ta và chê bai các lời ta của trách vì vậy chúng phải gánh hậu quả việc mình làm và chuốc lấy mọi điều mình toan tính vì sự bội nghịch của kẻ ngu dốt sẽ giết chúng và sự yên ổn của kẻ dại dột sẽ làm hại chúng nhưng ai chịu nghe ta hẳn sẽ sống an lành sẽ được an toàn không sợ tai họa nào